Em là như thế đấy. Có chán không? Người ta cũng đã nói rồi, nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Sống trên đời không phải việc gì mình cũng có thể chủ động được. Điều ta mong thì không tới, điều ta nghĩ thì lại không có thật, điều ta muốn làm thì lại không làm được. Mà cũng biết đâu đấy, rồi một lúc nào đấy anh sẽ phải khiến em cảm thấy thất vọng vì anh. Tôi đang bàn với cả ban giám đốc công ty sẽ chuyển phần ngân sách dành cho nhập khẩu sang để đầu tư xây dựng phần dược liệu. Anh nói thật đấy chứ? Thật. Thật như tôi đang thích cô. Nếu quan tâm và muốn nghe chi tiết ấy thì lúc nào rảnh qua phòng tôi. 80% ạ. Còn Cao Dược thì sao ạ? Ai sẽ là người điều hành ở mẹ? Sao ông có thể làm thế? Sao ông có thể đối xử với mẹ con mình như vậy được ạ? Con sẽ đi gặp ông nói chuyện cho ra lẽ ạ. Ngọc. Ngọc. Mẹ. Mẹ có thể đấu tranh, có thể quay mặt với ông nội, nhưng các con thì không. Tuyệt đối không. Các con nên nhớ, các con mang họ Cao. Mẹ gọi các con vào là để thông báo, để các con chuẩn bị tinh thần cũng như về thái độ của mình. Còn lại, việc này xong rồi.